trường Urane đã có những biến động lớn trong 3 năm qua do sự gián đoạn nguồn cung trên quy mô toàn cầu, được đánh dấu bởi khủng hoảng khí đốt ở EU bắt đầu từ nửa cuối năm 2021, sau đó là chiến tranh Ukraine vào tháng 2 năm 2022 và tiếp theo là các hạn chế thương mại từ nhiều quốc gia, đặc biệt là lệnh cấm xuất khẩu Urane của Trung Quốc. Kết quả là giá Urane đã rất biến động trong giai đoạn này và nhu cầu bị ảnh hưởng bởi khả năng chi trả thấp hơn của người nông dân. Do chi phí khí đốt cao trong giai đoạn từ nửa cuối năm 2021 đến nửa đầu năm 2023, các nhà sản xuất phân bón của EU chỉ có lợi nhuận ở mức vừa phải và nhiều trong số họ đã phải tạm thời đóng cửa. Khoảng 20% tổng sản lượng của EU đã giảm ở đỉnh điểm do chi phí khí đốt cao. Kết quả là giá Urane toàn cầu trong giai đoạn này đã được đẩy lên mức cao kỷ lục, cho phép các nhà sản xuất biên với chi phí đầu vào cao nhất, ít nhất cũng hòa vốn và ngăn họ ngừng sản xuất. Điều này có thể dẫn đến tình trạng thiếu hụt nguồn cung. Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy rằng thị trường Urane toàn cầu đang trên đà tìm kiếm sự cân bằng, mặc dù chiến tranh Ukraine vẫn tiếp tục và lệnh cấm xuất khẩu của Trung Quốc vẫn còn hiệu lực. Giá Urane trung bình của Trung Đông, một chỉ số thay thế cho giá Urane quốc tế theo Ngân hàng Thế giới trong năm tài chính năm 2023, đã giảm gần 50% so với năm trước, xuống còn 358 USD mỗi tấn so với 700 USD mỗi tấn trong năm tài chính năm 2022 và thấp hơn 26% so với năm tài chính 2021 và hiện đã trở lại mức của nửa đầu năm 2021. Qua đó, chúng tôi kỳ vọng thị trường Urane toàn cầu sẽ bước vào một giai đoạn ổn định hơn bắt đầu từ năm tài chính 2024. Điều đó có nghĩa là giá Urane có khả năng sẽ biến động trong một phạm vi hẹp hơn so với mức ở giai đoạn năm 2021 đến năm 2023. Đối với doanh nghiệp sản xuất Urane trong nước, chi phí khí đốt hai nhà sản xuất Urane dựa trên khí đốt mà chúng tôi theo dõi và phân tích DCM và DBM được gắn liền với giá dầu Brent và giá dầu nhiên liệu. Do đó, trong giai đoạn năm 2021 đến năm 2023, chi phí khí đốt của DCM và DBM đã rẻ hơn đáng kể so với các nhà sản xuất biên của EU. Vì vậy, DCM và DBM đã tận hưởng mức lợi nhuận gộp rất cao nhờ chi phí khí đốt thấp và giá bán cao. Ước tính chi phí khí đốt cho năm tài chính năm 2024 sử dụng dự báo của EIA về giá dầu Brent ở mức 82,4 USD mỗi thùng trong năm tài chính 2024. Chúng tôi ước tính chi phí khí đốt cho DBM và DCM sẽ là 9,8 USD trên mỗi MMBtu và 11,2 USD trên mỗi MMBtu cho DCM và DBM tương ứng. Điều này có nghĩa là chi phí khí đốt cho DCM và DBM không còn rẻ hơn đáng kể so với các nhà sản xuất của EU, trong khi giá bán cũng đang theo xu hướng của toàn cầu. Do đó, lợi nhuận gộp cho cả hai có khả năng sẽ bị thu hẹp so với giai đoạn năm 2021 đến 2022. Ngoài ra, cần phải nói đến việc sửa đổi luật thuế VAT có thể hỗ trợ thêm cho lợi nhuận của các doanh nghiệp phân bón. Theo lịch trình họp của Quốc hội, việc sửa đổi luật thuế VAT sẽ được thảo luận tại cuộc họp thứ 7 và tháng 5 năm 2024 và có thể được bỏ phiếu thông qua tại cuộc họp thứ 8 và tháng 10 năm 2024. Nếu được thông qua, sửa đổi luật VAT sẽ có hiệu lực từ năm tài chính năm 2025. Một trong những sửa đổi trong luật VAT có thể ảnh hưởng đáng kể đến các nhà sản xuất phân bón là phân loại lại sản phẩm phân bón thành mặt hàng chịu thuế ở mức 5% từ mặt hàng không chịu thuế hiện tại. Chúng tôi nhắc lại, phân bón hiện được phân loại là mặt hàng không chịu thuế, do đó không đủ điều kiện để khấu trừ VAT đầu vào. Nếu việc sửa đổi được thông qua, tức là sản phẩm phân bón bị đánh thuế 5%, thì các nhà sản xuất phân bón có thể áp dụng hòa 7% đến 10% thuế VAT mà họ phải trả cho nguyên liệu đầu vào. Chúng tôi ước tính rằng số tiền hoàn thuế có thể lên tới 400 đến 500 tỷ Việt Nam đồng mỗi năm cho cả DCM và DBM và điều này sẽ hỗ trợ đáng kể cho lợi nhuận dòng từ năm tài chính 2025 trở đi. Do đó, bất kỳ tiến triển nào của việc sửa đổi luật VAT trong năm nay có thể sẽ hỗ trợ cho tâm lý thị trường và cho giá của các cổ phiếu trong ngành phân bón. Tuy nhiên, chúng tôi đang chờ đợi sự phê duyệt cuối cùng trước khi tính toán điều này và ước tính lợi nhuận của chúng tôi. Và hiện tại, HSC đã nâng khuyến nghị đối với cổ phiếu DCM lên thành tăng tỷ trọng với giá mục tiêu mới là 39.000 đồng trên một cổ phiếu và duy trì khuyến nghị nắm giữ với DBM với giá mục tiêu mới là 37.900 đồng trên một cổ phiếu. Để biết thêm thông tin chi tiết về các cơ hội đầu tư theo xu hướng, ngành và doanh nghiệp, quý nhà đầu tư có thể tham khảo các bản tin hàng ngày, các buổi livestream định kỳ và các buổi hội thảo online theo chuỗi C2C dành riêng cho quý nhà đầu tư của HSC.